Các bạn can là các bạn dùng cái nắp bút, các bạn chỉ can mảnh như này thôi nhé. Với cái bút như là của anh Tình chuẩn bị này thì chúng ta vẽ nó rất dễ bị là nét to nét nhỏ. Còn cái bút mà ke như tôi nói gọi là bút ke mảnh ấy, cái nét của nó sẽ đều. Thì các bạn cứ đi theo cái giống như là ghế này nó lờ mờ, nó có cái cánh sen này, các bạn cứ đi theo. À, có cái hình ở dưới thôi. Thấy đời khổ rồi. Cố gắng là đi nét cho nó thật mượt. Tùy mọi người đó, mảnh quá thì nó sẽ khô, nhưng mà to quá thì nó bị thô. Ở cái bài này thì các bạn cứ sử dụng cái màu nâu này, màu nâu thứ hai hoặc là màu đậm nhất này. Các bạn đừng dùng cái màu nâu sáng quá vì cái khả năng mà các bạn phải cọ đi nhiều hơn là vẽ được ngay. Vì thế thì càng nhiều lần cọ nó càng bị mờ đi. Đó ạ, thế là không sợ. Có cái chì, không có cái chì vẽ nó bị méo ngay. Có 5.000 một cái thì phải. Hình như có 5.000 một cái. Bút dùng rất tích. Bút đấy là vẽ thương. Còn cái bút mà chuẩn, thật chuẩn là bút mà nó có một cái ngòi nó thòi ra dưới bé, còn trên nó có một cái chùm ở trên nó đựng nước, nó đựng màu. Bút đấy thì bút xịn quá rồi. Bút xịn mua của Lucas. À, bút lại mới. Thì cái bút đấy tại sao? Bởi vì bút đấy các bạn khi bạn đã chấm một màu, các bạn dùng có thể nửa cái tranh nó mới hết màu, bởi vì nó trên là nó có một chùm bông nó ngập, xong ở dưới nó thòi ra đúng cái đầu nhỏ thôi. Nó gọi là có hai lớp. Ở cổng trường có không thầy? Cái cổng trường không có đâu. Bút đấy phải mua ở trên chỗ Lý Đạo Thành, chỗ
Nó có họa phẩm các họa phẩm xịn. Nhìn chung mà mọi người không, không quá quan trọng, cứ bước lắm đâu. Màu nâu, hai màu nâu, khác màu nâu nào vừa vừa được. Thân của mình đậm đến sáng, hoa sen chắc sáng rồi. Vâng, sáng ạ. Thường thì khi vẽ lụa nha các bạn nhớ là vẽ bé này các bạn ngồi trên bàn, vẽ to nữa các bạn vẽ ngồi dưới sàn nhà thì vẽ nó dễ. Cười.